Định Liên là một xã thuần nông nằm cách trung tâm huyện Yên Định 2 km về phía bắc, có đường quốc lộ 45 chạy qua, rất thuận tiện cho việc giao lưu hàng hóa. Có tổng diện tích tự nhiên là 667,12 ha, trong đó diện tích canh tác là 497 ha. Toàn xã có 1.919 hộ, dân số 8.182 nhân khẩu được phân bố theo 3 làng truyền thống, làng Duyên Thượng, làng Vực Phát và làng Bái Thị. Định Liên là địa phương sớm được giác ngộ cách mạng, từ sau những năm 1930 đã có những chiến sĩ tham gia cách mạng ngày 13 tháng 2 trên. 1945, trung đội tự vệ vũ trang được thành lập mang tên trung đội Oanh Liệt với tổng số đội viên là 23 người do ông Lê Quang Minh làm trung đội trưởng, ông Lưu Trung Sơn làm trung đội phó. Trung đội được chia làm 3 tiểu đội, tiểu đội 1 ông Nguyễn Châu Giang làm tiểu đội trưởng, tiểu đội 2 do ông Lưu Minh Châu làm tiểu đội trưởng, tiểu đội 3 do ông Lưu Hữu Phát làm tiểu đội trưởng. Đến ngày 24 tháng 5 năm 1946, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên được thành lập tại làng Bái Thủy, gồm 03 đảng viên do Lưu Anh Hào làm bí thư chi bộ đầu tiên. Đến năm 2009, làng Bái Thủy đã được công nhận bằng có công với nước. Định Liên có truyền thống hiếu học và cần cù trong lao động sản xuất, đời sống nhân dân có mức thu nhập khá cao, kinh tế xã hội có mức tăng trưởng cao, cơ sở vật chất và các công trình phúc lợi xã hội như điện đường, trường, trạm y tế được xây dựng khang trang, đời sống tinh thần được ngày một cải thiện, tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp cũng là năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2015-2020. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện, tập trung xây dựng chương trình kế hoạch đề án nhằm tháo gỡ những khó khăn, phối hợp với các ngành đoàn thể phát động phong trào thi đua yêu nước, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng xã kiểu mẫu vào những năm tiếp theo. Về kinh tế, tốc độ phát triển kinh tế hàng năm đạt 18,4%, đạt 97,77% so với kế hoạch. Cơ cấu ngành, cộng nông nghiệp 27,35%, giảm 2,85% so với năm 2015. Cộng công nghiệp xây dựng 29,53%, tăng 1,07% so với năm 2015. Cộng thương mại dịch vụ 43,12%, tăng 0,87% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người trên năm, năm 2015 đạt 35 triệu đồng, năm 2016 đạt 36 triệu đồng, năm 2017 đạt 40,6 triệu đồng người năm. Giữ vững an ninh lương thực, bình quân lương thực người năm, năm 2015 đạt 751 kg, 2016 đạt 676 kg, năm 2017 đạt 605 kg trên người trên năm. Sản lượng lương thực cây có hạt trung bình đạt 4.433 tấn, đạt 90,93%. Nâng cao giá trị sản xuất ha canh tác hàng năm, năm 2015 đạt 123 triệu ha, năm 2017 đạt 138 triệu đồng trên hecta. Thu ngân sách hàng năm đạt chi tiêu trên giao, tổ chức huy động vốn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nông thôn mới. Thu ngân sách hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao, tổ chức huy động vốn tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nông thôn mới. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng đến năm 2017 đạt 294 tỷ đồng, đạt 58,68% so với kế hoạch. Đến năm 2020 đạt 501 tỷ đồng. Về văn hóa xã hội, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2017 đạt 1,02%, hộ nghèo năm 2017 giảm 5,17% theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020. Giải quyết việc làm, tăng lao động có việc làm đến năm 2017 đạt 97,7. Trong 3 năm xuất khẩu lao động được 38 lượt người, đạt 76% so với kế hoạch. Hoàn thành 8 km đường bê tông nội đồng, chỉnh trang hoàn thiện cơ bản mương tiêu nước khu dân cư, các đường ngang còn lại ở các thôn. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt 84,8%, tỷ lệ đạt gia đình văn hóa đạt 91,5%. 03 làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa, danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm 2017 là 4%. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong những năm qua cũng đã có những bước phát triển mạnh, như bóng đá, bóng chuyền da, bóng chuyền hơi của hội người cao tuổi, cầu lông. Đặc biệt trong đại hội thể dục thể thao lần thứ 8 cấp huyện, môn bóng chuyền da giành giải nhất toàn huyện, đạt huy chương vàng trong đại hội năm 2017. Phong trào văn nghệ được duy trì thường xuyên, tham gia các liên hoan, hội diễn tại huyện đạt kết quả tốt. Sao về quốc phòng an ninh, công tác tuyển quân hàng năm đều đạt chỉ tiêu trên giao. Năm 2017 và năm 2018 đã được Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng, tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão được duyệt, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giữ vững an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội không để xảy ra trọng án lớn, kiềm chế đẩy lùi được các tai tệ nạn xã hội 4/4 thôn đảm bảo ổn định về an ninh trật tự, hoàn thành tốt kế hoạch quốc phòng, an ninh đề ra hàng năm.